Mùa hè năm 2024, thời điểm định mệnh, tiên tri dự báo thảm họa lại ứng nghiệm. Mali xin kính chào quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ. Quý vị thân mến, tình hình thế giới đang thay đổi quá nhanh, diễn biến trở nên khó lường, khiến cho người ta không kịp đón nhận. Vào ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Slovakia vừa trải qua một vụ ám sát, tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, Tổng thống Iran gặp tai nạn trực thăng rơi. Thời gian giữa hai vụ việc chỉ trong vòng 2 ngày. Điều này có nghĩa là các dự báo của các nhà tiên tri một lần nữa đã chính xác. Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, trước tiên cho phép Miley thay mặt cho các thành viên của ban biên tập Đông Tây Kim Cổ chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã like, đăng ký và chia sẻ chương trình của chúng tôi. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi như thường lệ. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những lời tiên tri về những diễn biến tiếp theo trong một thế giới hỗn loạn như thế này. Mùa hè năm nay đặc biệt nguy hiểm, bạo lực, xung đột và hỗn loạn. Năm 2024 đang dần hé lộ những diễn biến khó lường và theo lời tiên tri của nhà chiêm tinh Ấn Độ Anand, riêng trong tháng 6, cậu cảnh báo về khả năng xảy ra các sự kiện lớn, bao gồm cả hành động bạo lực và những kế hoạch tinh vi phức tạp. Loại bạo lực này có thể khác biệt so với những gì chúng ta thường thấy, bao gồm cả việc lan truyền thông tin sai lệch gây ra thù địch và hỗn loạn trong cộng đồng. Anand tuyên đoán, từ tháng 6 đến tháng 8, sự dịch chuyển của sao hỏa vào vị trí sao La Hầu sẽ đánh dấu một giai đoạn đặc biệt xấu với bạo lực và hoạt động cực đoan gia tăng, đặc biệt là từ các nhóm thánh chiến. Cậu chỉ ra rằng mỗi khi sao La Hầu được sao hỏa kích hoạt, các nhóm này sẽ trở nên hung hãn hơn, có thể dẫn đến xung đột tôn giáo hoặc thậm chí chiến tranh. Các phần tử thánh chiến mà Anand đề cập đến bao gồm các giáo phái khác nhau của Hồi giáo. Những ngày qua, dư luận thế giới cũng đã hết sức chấn động khi biết tin Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bị bắn sau một sự kiện chính trị vào chiều ngày 15 tháng 5. Ukraine bắt giữ đặc vụ Nga âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky và việc máy bay chở Tổng thống Iran rơi, không có người sống sót vào ngày 19 tháng 5. Dù chưa biết nguyên nhân thực sự ra sao, nhưng dường như dự báo về bất ổn của Anand đã bắt đầu ứng nghiệm. Anand còn cho biết thêm, mặc dù những tháng sắp tới có thể đầy rẫy những bất ổn và xung đột, nhưng đây cũng là quá trình thành lọc và phát triển của nền văn minh nhân loại. Cậu tin rằng trong thời kỳ hỗn loạn, thần thoại và thần tích có thể xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết về các sự kiện nhé. Sự cố rơi máy bay. Vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 5, báo chí đưa tin về một sự cố đột ngột. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp tai nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Kể từ thời điểm thông tin này được phát, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra, nhưng không có thông tin về tình hình của ông ấy. Sau đó, một quan chức Iran thông tin cho kênh Reuters rằng sau vụ tai nạn trực thăng, Tổng thống Iran và Bộ trưởng Ngoại giao Iran đều đang đối mặt với nguy cơ mất mạng. Trang Instagram chính thức của Iran đã yêu cầu toàn quốc cầu nguyện cho ông Raisi. Phương tiện truyền thông chính thức của Iran cho biết trực thăng chở Tổng thống Iran đã rơi do điều kiện thời tiết bất lợi. Nhưng chỉ sau một giờ thông báo đó, nguồn tin từ người ngoài cuộc đã đăng các bức ảnh trước vụ tai nạn của trực thăng. Nó cho thấy thời tiết dường như khá tốt. Vậy nếu không phải do thời tiết, thì ai là người đã gây ra vụ tai nạn này? Những lời tiên tri. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, thần đồng Ấn Độ Anand đã đưa ra những dự đoán mới nhất về các sự kiện lớn trên thế giới trong năm 2024 và 2025. Anand cảnh báo rằng từ năm 2024 đến 2025, thế giới sẽ không yên bình, sẽ có nhiều xung đột và sự thay đổi diễn ra, đặc biệt là vào năm 2025. Sẽ có những biến động không ngờ đợi chờ loài người như thiên tai, chiến tranh, cuộc chạy đua vào vũ trụ, sự thay đổi cục diện chính trị toàn cầu. Những dự đoán này, kể từ khi năm 2024 bắt đầu, dường như đã liên tục được chứng minh. Những thảm họa tự nhiên như núi lửa, động đất, hỏa hoạn, cháy rừng, lũ lụt, hạn hán xảy ra trên khắp thế giới. Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt trừng phạt kinh tế lên Trung Quốc. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã bị tàu của Trung Quốc va chạm. Trước lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Đài Loan, quân đội và không quân Trung Quốc lại một lần nữa thách thức vùng biển và không phận của Đài Loan. Vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, mở màn cho cuộc chiến tranh thứ hai tại Trung Đông. Nguyên nhân là vào ngày 1 tháng 4, Israel đã không kích đại sứ quán của Iran tại Syria. Như vậy, hành động tấn công thật sự này đã diễn ra trong ngày cả tháng 4.
Anand đã dành nhiều phần trong dự đoán của mình để nhắc đến tình hình của Thủ tướng Ấn Độ thứ hai Shastri, người đã bị ám sát vào ngày 11 tháng 1 năm 1966. Khi ấy đã xuất hiện các hiện tượng thiên văn giống như thời điểm ngày nay. Anand cho rằng ông Shastri là một nhân vật vĩ đại mang lại sự thay đổi sâu sắc cho Ấn Độ. Và chính vì lý do này, Anand muốn nhắc nhở lãnh đạo Ấn Độ hiện đại, Modi, rằng vào năm 2024, khi đối diện với những thay đổi sâu sắc tương tự, cần phải chú ý đến an ninh cá nhân để ngăn chặn việc ám sát. Nói cách khác, những gì Anand ám chỉ trong dự đoán của mình là các nhà lãnh đạo quốc gia có thể gặp phải những biến cố bất ngờ trong năm 2024. Và vì vậy, Anand đưa ra cảnh báo về khả năng bị ám sát để họ có thể chuẩn bị và phòng ngừa. Ngoài ra, vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, nhà tiên tri nổi tiếng của Mỹ, bà Judy Havali, đã từng đưa ra dự báo về các sự kiện lớn toàn cầu năm 2024, trong đó nói rằng một số nhà lãnh đạo thế giới sẽ bị ám sát. Điều này trùng khớp với dự báo của Anand. Mặc dù bà Judy không nói rõ ai sẽ bị ám sát, nhưng mọi người đoán rằng đối tượng gần giống như đã được Anand gợi ý. Nhưng các nhà phân tích cho rằng tình hình đã thay đổi nhanh chóng, dường như toàn bộ kịch bản đã bị viết lại hoàn toàn, khiến người ta bất ngờ. Kịch bản bất ngờ. Khi Anand hay bà Judy dự báo về việc các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bị ám sát, rất nhiều suy đoán xung quanh đó. Liệu điều này có thể ám chỉ ai? Phải chăng là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hay như Anand lo ngại về Thủ tướng Ấn Độ hiện tại Modi? Tất nhiên, cũng có nhiều người nghĩ đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Tổng thống Nga Putin, vì nhiều người muốn họ rời khỏi vị trí để thế giới yên bình hơn. Tuy nhiên, bây giờ có một sự đảo lộn, có vẻ như thế giới đang di chuyển theo một hướng khác. Kịch bản của ông trời dường như đã thay đổi vì vụ rơi máy bay của Tổng thống Iran có vẻ quá kỳ quặc. Tất nhiên, cũng có người nói rằng có thể chính người Israel đã làm điều này. Tuy nhiên, giả định này đã bị bác bỏ. Vì mặc dù Iran nói rằng công tác cứu hộ đã bắt đầu ngay lập tức, nhưng thực tế lại không có chiếc trực thăng nào được tìm thấy. Điều này ngụ ý rằng hệ thống định vị đã bị phá hủy. Bây giờ đã có thông tin cho biết cơ quan chức năng Iran đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay. Một số nhà phê bình nói rằng điều này là do Chúa Trời đang đưa người đi, vũ trụ bắt đầu thanh lọc các nhà độc tài lớn. Trước đó, chúng tôi đã chia sẻ với mọi người về dự báo của nhà tiên tri Anh Parker về cuộc thế chiến lần thứ ba sẽ xảy ra vào năm 2024, và dự báo này đang được thực hiện. Thế giới đã một lần nữa hình thành các phe đồng minh và phe trục mới. Phe đồng minh mới bao gồm các quốc gia dân chủ, bao gồm cả Đài Loan, trong khi phe trục mới dẫn đầu bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các liên minh của nó. Thủ tướng Slovakia. Bây giờ chúng ta nói về sự kiện ngày 15 tháng 5. Thủ tướng Slovakia Pizzo bị bắn, nhưng hiện đã thoát khỏi nguy hiểm. Vậy Pizzo là ai? Liệu ông có phải là người giống như Tổng thống Iran hay không? Theo thông tin của các phương tiện truyền thông, ông Pizzo năm nay 59 tuổi, sinh vào tháng 9 năm 1964 tại Cộng hòa Séc. Năm 1986, ông tốt nghiệp đại học và nhận được bằng luật chuyên về luật hình sự. Sau đó, ông làm việc tại Viện Khoa học và Pháp luật Quốc gia Cộng hòa Séc. Trang bình luận tin tức ABC của Úc đã so sánh ông Pizzo với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Modi và những nhà lãnh đạo có phong cách chính trị mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế là Pizzo không thể so sánh được với những nhà lãnh đạo thế giới như ông Trump, Modi hay Netanyahu. Truyền thông đại lục vẫn khá khen ngợi Pizzo do ông này đã ủng hộ Nga trong cuộc xung đột Ukraine-Nga, làm mất lòng các quốc gia Liên minh châu Âu. Điều này gợi ý rằng đó là lý do mà ông bị ám sát. Trong khi hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Iran đã bị ám sát, nhưng về mặt sự kiện thì nó gần giống như vậy. Điều này có thể cho thấy rằng hai vụ tai nạn lớn gần đây có mối liên hệ mật thiết với các quốc gia trong trục mới, đặc biệt là khi ông Putin mới thăm Trung Quốc và đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng dự định chuyển trọng tâm sang vấn đề eo biển Đài Loan trong phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra vào tháng 7. Quý vị thân mến, từ những dự báo đầy ấn tượng về các biến động, các nhà tiên tri đã mở ra cho chúng ta một cửa sổ nhìn vào tương lai. Dù còn nhiều tranh cãi về độ chính xác của những lời tiên tri này, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng việc tìm hiểu và thấu hiểu bản chất của các dự đoán này có thể giúp cho chúng ta chuẩn bị và thích nghi tốt hơn với những gì có thể xảy đến trong tương lai. Và nếu như những dự ngôn trên đều ứng nghiệm, liệu chúng ta có thể làm gì để có thể vượt qua giai đoạn sắp tới? Các nhà tiên tri dường như có cùng một thông điệp kêu gọi mọi người hãy sống thiện lương và quay trở về với tín ngưỡng, thực sự kính thần, tuân theo chính pháp lý của vũ trụ, vì đó có lẽ là cách tốt nhất tránh xa tai họa.
Một câu chuyện có thật xảy ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2024 vừa qua tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cũng phần nào minh chứng cho điều này. Hôm ấy, một vụ nổ lớn kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn Đông Bân ở thành phố Tam Hà, khiến nó gần như bị san phẳng. Một trong những người may mắn thoát nạn là anh Quách Tuấn Thụy, 28 tuổi. Theo chia sẻ của anh, vào sáng hôm xảy ra sự việc, anh đã ra ngoài chạy bộ như thường lệ. Khi trở về khách sạn, anh bất ngờ gặp một bà lão đang chờ đồ cồng kềnh trên đường. Bà lão đã nhờ anh giúp mang đồ về nhà và anh đã nhiệt tình giúp đỡ bà. Hành động tốt bụng này đã vô tình cứu mạng anh. Vì chỉ vài phút sau khi anh quay trở lại khách sạn, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Câu chuyện của anh Quách nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Cư dân mạng đã để lại những bình luận. Khi một người làm việc thiện, phúc dù chưa tới, họa đã rời xa. Khi một người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã xa rồi. Nhìn thì có vẻ như bà lão đã cứu anh ta, nhưng thực ra chính lòng tốt của anh đã cứu chính bản thân anh ấy. Chàng trai trẻ này là người có phúc, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Có người thì cho rằng bà lão chính là thần hóa thân để giúp anh. Anh Quách cho biết lúc đó còn có mấy thanh niên cũng ở gần, nhưng bà lão lại nói với anh, không cần nhìn họ, cháu trai à, là cháu đó. Nhiều cư dân mạng cho rằng bà biết anh là một người tốt bụng nên đã chọn anh. Tất cả những bình luận dường như đều có một chủ đề, ở hiền gặp lành. Khi làm điều tốt, chúng ta không chỉ giúp đỡ bản thân mình mà còn giúp những người xung quanh. Và đôi khi, những hành động tốt bụng tưởng chừng như nhỏ bé lại có thể mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu. Video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và suy ngẫm cùng chúng tôi. Mong nhận được những bình luận ý kiến của quý vị về chủ đề này. Nếu thấy video ý nghĩa, mong quý khán giả hãy like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video phân tích chuyên sâu cùng những cập nhật mới nhất về các dự báo và tiên tri tương lai. Còn bây giờ, Mary xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.